Netizen Thái Lan tức xám mặt nói điều này khi sinh viên Đông Nam Á ùn ùn nối đuôi nhau sang Việt Nam học y. Xin chào các khán giả đã quay trở lại với kênh Netizen GF. Các bạn thân mến, thời gian gần đây trên YouTuber đã xuất hiện một số những video do các bạn du học sinh Đông Nam Á đang sinh sống và học tập tại Việt Nam đăng tải. Nhìn chung, những du học sinh này đã tỏ ra rất hài lòng với chất lượng học tập tại Việt Nam, nhất là học ngành y, và thậm chí có nhiều người không nể nang mà nói rằng học y ở Việt Nam tốt hơn hẳn so với học y ở Thái. Đúng là sự thật thì mất lòng. Sau khi xem những video này, nhiều người Thái liền phản kháng lại bằng nhiều câu từ rất xúc phạm khiến cho những người Thái khác có muốn bịt miệng cũng không kịp. Chuyện chưa kịp lắng xuống thì mới đây, một kênh YouTuber Thái Lan đã đăng video để tổng hợp lại tất cả những lùm xùm vừa diễn ra liên quan đến vấn đề học y ở Việt Nam và Thái Lan. Đồng thời, so sánh chất lượng thực sự của nền giáo dục hai nước. Vậy cụ thể video này đã trình bày những vấn đề gì và cư dân mạng Thái Lan họ có ý kiến ra sao? Xin mời các bạn hãy cùng mình theo dõi tiếp nhé! Cụ thể, mới đây kênh giải trí Moji của Thái Lan đã thực hiện về một video dài 6 phút với tiêu đề Drama nói rằng học y Việt Nam hay hơn. Thế nhưng Thái Lan mới là nước Thái Lan chăm sóc sức khỏe đứng thứ 7 thế giới, chất lượng đẳng cấp, chi phí điều trị cực sốc. Trong video này, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng rất đáng chú ý nhằm hạ thấp Việt Nam, đồng thời nâng Thái Lan lên. Mà đúng nhận sai cãi như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta cùng lắng nghe kênh này nói gì nhé! Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những ý kiến của các du học sinh nước láng giềng cho rằng học y ở Việt Nam tốt hơn ở Thái Lan. Trước tiên, mình sẽ giải thích tại sao ngày càng nhiều người học y khoa ở Việt Nam. Khi xem một số clip của người Lào, họ nói rằng văn hóa Việt và Thái cũng giống nhau. Tuy nhiên, bác sĩ Việt Nam nổi tiếng hơn và tài giỏi hơn và tốt hơn nếu theo học. Nhưng thực sự thì lý do đơn giản hơn rất nhiều. Bản chất là Việt Nam có lối sống buông thả, nhiều thứ rẻ hơn và sau đó có nhiều học bổng hơn. Việc này mới quan trọng, đó là về tiền. Vì du học sinh nước khác đến Việt Nam sẽ không cần đóng học phí, được miễn phí chỗ ở. Ngoài ra còn có lương, có cả học bổng của chính phủ và học bổng tư nhân, thế nên tiết kiệm hơn nhiều so với các nước khác. Tiếp theo là vấn đề chính quyền cùng chế độ. Ở Việt Nam an toàn và thoải mái hơn Thái Lan, Việt Nam yên bình hơn Thái Lan. Trẻ em chăm chỉ hơn trong việc học tập, hoặc nhiều người Đông Nam Á nghĩ rằng có nhiều phụ nữ chuyển giới ở Thái Lan, từ đó họ e ngại và không dám đến Thái Lan để học tập. Khi hỏi về Thái Lan và Việt Nam, bên nào tốt hơn, luôn sẽ có nhiều ý kiến được đưa ra, còn tôi thì tin rằng phía Việt Nam là tốt nhất. Thế nhưng bên Thái Lan tốt hơn thực sự, và đây là lý do. Việc học y khoa ở Thái Lan không phải người nào cũng học được bởi vì có một bài kiểm tra lựa chọn khó học và vất vả hơn Việt Nam rất nhiều. Ở Việt Nam học y rất dễ, trong khi đó Thái Lan đang ở đỉnh cao của thế giới về y học. Về bảng xếp hạng thế giới về sức khỏe, Thái Lan được xếp hạng thứ 7 trên thế giới. Đối với bản thân Thái Lan, y học Thái Lan sử dụng công nghệ mới nhất mà nhân loại từng phát minh ra để điều trị. Tỷ lệ điều trị thành công của Thái Lan thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Những bác sĩ Thái Lan được cho là bác sĩ thiên thần. Vì thế, học y ở Thái Lan chưa bao giờ kém Việt Nam cả mà tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi là những chia sẻ của kênh YouTuber Người Thái. Nghe qua thì cứ tưởng ông bạn Thái hôm nay thân thiện, nói chuyện dễ nghe, dành lời khen có cánh cho Việt Nam cơ. Thế nhưng ai ngờ rằng video này một câu khen, hai câu chê, chỉ lấy Việt Nam làm bàn đạp để tự nâng mình lên thôi. Đúng là một pha xử lý chẳng còn xa lạ gì của người Thái. Người Lào, người Campuchia sang Việt Nam học là việc của họ, đâu cả các bạn Thái phải mổ xẻ nguyên nhân đâu. Thôi thì bây giờ, để có thể hiểu rõ thêm tâm tư tình cảm của netizen nước bạn, chúng ta hãy cùng nhau lăn con trỏ chuột xuống phần bình luận xem sao nhé. Thì ra, ở Việt Nam mở cửa biển cho Lào cũng là có mục đích, để Lào cho học sinh sang Việt Nam học và làm giàu cho Việt Nam. Thái Lan vẫn hơn về mọi mặt, tôi nghĩ lý do là vì Việt Nam truyền thông phóng đại rất tốt. Thật khó hiểu, các bạn Lào đang chọn nhầm chỗ. Thái Lan là nước láng giềng thân thiết của Lào trong nhiều năm. Các bạn nên học ở Thái để chúng ta kết thân với nhau. Học ở Việt Nam là đi ngược lại với văn hóa của các bạn. Tôi có thể nói rằng Học viện Y học ở Việt Nam xếp sau Thái rất nhiều lần. Nó không thể cạnh tranh cả về cách giảng dạy và trang thiết bị, chất lượng giáo viên, môi trường học, văn hóa, bao gồm cả chứng nhận khi kết thúc. Bác sĩ Thái Lan chứng nhận. Tôi tin khen ngợi Nong Son và Moni vì đã đi vào nội dung trung lập.
tương đương với việc học nghệ thuật giao tiếp, là bạn nói khá chua chát nhưng không làm người Thái như tôi cảm thấy buồn. Có lẽ tôi khá đồng tình với bạn, những người Thái các bạn hãy văn minh lên. Không chọn Thái Lan ư, đơn giản vì Việt Nam và Lào là anh em, còn Thái Lan chỉ là quan hệ đối tác mà thôi, hãy nhìn vào sự thật. Thế nhưng với tôi, ngành y của Thái là không có đối thủ, Lào phải chọn giữa cảm xúc và lý trí. Tôi từng rất bất ngờ khi biết các trường học ở Lào đã đưa môn tiếng Việt giảng dạy cho học sinh, có lẽ họ thân thiết với nhau nhiều hơn chúng ta tưởng. Tôi là người Thái, vẫn đi du học Việt Nam đây, vậy thì có sao? Việt Nam cho chúng tôi cảm giác ấm cúng như ở quê nhà, người dân rất là thương yêu, đùm bọc học sinh, chỉ có ở Việt Nam mới dành cho người nước ngoài tình cảm như vậy thôi. Việt Nam là một hệ thống xã hội chủ nghĩa, vì vậy chính phủ kiểm soát rất chặt chẽ, thế nhưng lại thả rông cách mặc váy áo đến trường, thật khó chấp nhận được. Có một số thứ thì nên thoải mái và có một số thứ thì không nên. Với tôi, Thái Lan thật tuyệt vời. Ông tôi năm nay 55 tuổi, đang làm giảng viên y học ở Thái. Ông nói với tôi là nên đi du học Thái hơn so với Việt Nam. Ông nói lý do là Thái Lan dạy tốt hơn, nghiêm khắc hơn, khó tốt nghiệp hơn, không tốt nghiệp y học một cách đơn giản như ở Việt Nam. Vừa rồi là những dòng bình luận đầy tâm huyết của các bạn Thái bên dưới video này để chứng minh rằng học ở Thái hay ở Việt Nam mới thực sự là tốt hơn. Phải nói thật là người Việt Nam chúng ta lâu nay đã không quá coi trọng về vấn đề này. Lào, Campuchia hay các bạn Thái đến Việt Nam học, chúng ta sẵn sàng chào đón. Còn nếu không, chúng ta cũng chẳng dư hơi sức để đi phân bua làm gì. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Thái Lan có một số người tự mãn thật đấy các bạn ạ. Mà Thái Lan đã muốn đụng thì Việt Nam ta đây không ngại chạm đâu nhá. Nói giáo dục Thái tốt hơn Việt Nam sao, thế nhưng tại đây các bạn hãy cùng mình, hãy nhìn vào số huy chương vàng toán học Việt Nam nhá. Nó gấp 3 lần Thái Lan cơ, chứ chưa cần nói các lĩnh vực khác. Không bị cấm vận và chiến tranh, thế nhưng Thái Lan đã làm được gì trong hàng trăm năm độc lập và kinh tế, thậm chí còn được Mỹ nuôi trong thế kỷ 20. Còn Việt Nam mới hết cấm vận chưa tới 30 năm, thế nhưng Việt Nam đã lột xác hoàn toàn. Thái Lan tỷ lệ người mù chữ và thất nghiệp là bao nhiêu phần trăm, con số này vượt xa Việt Nam. Sao các bạn Thái chẳng thấy nhắc đến? Xin lỗi các bạn Thái Lan nhé, trên bảng xếp hạng IQ các quốc gia, IQ của Việt Nam cao hơn Thái Lan đó. Và hệ thống giáo dục cũng tốt hơn Thái Lan nữa đấy. Đây là điều cực kỳ thuyết phục và đã được cả thế giới công nhận rồi. Hay nói dễ hiểu hơn là có thể Thái Lan tốt hơn, thế nhưng mà các bạn Lào lại chọn Việt Nam đấy thôi. Vì nếu như chọn Thái Lan thì suốt ngày lo lắng chạy loạn vì đảo chính thay đổi chính phủ. Học trong nơm nấp lo sợ thì lấy đâu ra mà chất lượng. Nên thôi, đến Việt Nam cho lành nhá. Sáng cà phê, chiều hủ tiếu, vậy mà lại vui. Nói đùa thế thôi, thế nhưng thật sự chất lượng học tập ở Việt Nam hiện nay đã cải thiện rất là nhiều và chắc chắn rằng học y ở Việt Nam chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ dàng cả. Rất nhiều người trong xã hội nghĩ rằng học y, học dược vừa nhàn, vừa dễ xin việc, vừa dễ kiếm tiền. Các cụ xưa nay có câu nhất y, nhì dược, tam được, bách khoa. Tuy nhiên, bất cứ ai đi theo con đường ngành này, nghiệp này đều rất là hiểu rằng đó là con đường gian nan nhất, vất vả nhất từ trước đến nay. Ở đây có anh em nào đang học y và đã học y rồi thì mau cho mình xin tí review chân thực đi nhá. Chứ theo mình được biết thì ở Việt Nam, lượng kiến thức mà sinh viên học y dược là thuộc dạng nhiều nhất rồi. Sinh viên học trên dưới 100 môn học và thi khoảng 200 lần. Và cùng với đó, có nhiều môn học cực kỳ khó như là giải phẫu, vi sinh học, mô học, sinh hóa, dược lý học, sinh lý học, sinh lý bệnh học, giải phẫu bệnh học, phôi thai học, sinh học và lý sinh y học. Thường là cứ học lý thuyết sáng tới chiều lại tiếp tục lên phòng thí nghiệm để thực hành, không ngừng nghỉ luôn. Ấy thế mà mấy anh bạn Thái lại chém gió nói rằng học y ở Việt Nam lấy bằng rất dễ như trở bàn tay. Bác sĩ, dược sĩ Việt Nam nghe xong chắc chỉ biết cười trừ thôi. Mà nói tóm lại, chúng ta chỉ không hài lòng với cách phê phán giáo dục Việt Nam của người Thái, chứ thật sự thì học ở đâu là quyền lựa chọn của mỗi người. Ai thấy học đâu tiến bộ được thì học, Thái cũng được, Việt cũng được. Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, đó là đất nước Việt Nam chúng tôi luôn luôn chào đón các nước bạn khác sang Việt Nam học tập và sinh sống nhé. Còn các bạn có cảm nhận như thế nào sau khi xem video này? Hãy bình luận bên dưới những quan điểm của các bạn nhé. Đến đây thì kênh Netizen Gias cũng phải nói lời tạm biệt đến tất cả các bạn rồi. Chúc các bạn có những phút giây xem video vui vẻ nhé. Đừng quên hãy cho mình một like, một comment và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm thêm rất nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.